tới nơi rồi. Đậu đâu ta? Hả? Được chứ Tùng. Được. Chứ sao mà đậu vậy, xe con nó sủng khai lên không sao. Còn mà đậu xích này nó nguy hiểm lắm, nó sủng lên. Cho. Muốn gì lấy tìm kêu đi, mày biết mày kêu đi. Lấy cái bò. Bò núi đi. Đồng nữa này. Để thầy như này sẽ tâm lý quá. Đúng rồi. Thấy bác sĩ đi. Rau này đâu có trên mình đâu có má, có lên đâu. Đĩa dưới miền Tây nó mới có đâu này, mình trên mình đâu có đâu. Không gà sống. Chú Tùng luộc con năm trước là có đi chú Tùng. À. Mấy trứng? Năm trứng này. Năm trứng thôi. Trúng năm trứng thôi. À, đúng rồi, năm trúng năm trứng. Dạ, thì nào ấy cái kêu thêm. Con đi chùa. Chùa hả? À, chùa bên Tiền Giang á. Yeah. Chùa cái quéo bên Tiền Giang á. Chùa với Tiền Giang nhé. Dạ đúng rồi. À, ngay chùa đó cũng nằm ở trong đường hẻm mà nó cũng xuống cấp trầm trọng rồi. À, cái mấy chở mẹ bà đi cũng. Có bò đó. Dạ. Yeah. Này một cơ sở thôi chứ đâu chứ Tùng đâu mở hai cơ sở. Dưới có cơ sở hả? Dưới hả? Ờ, ở dưới còn trường mang dưới không có cơ sở hả? À. Này mình cố. Mình bán được mấy năm rồi chú Tùng? Cái này 7 năm dưới 10 năm rồi. Dưới mình lâu hơn phải không? Dưới lâu hơn. Thôi coi chừng nó lã không biết kìa. Vô chẳng nói lã cái nhà vệ sinh cái cầu nó bị cái cửa bị hư. À. Này sao tới hả chú Hùng? Nước chấm đó. Nước chấm cho tới phải không? Này nước chấm cho tới này thành phần có gì chú Hùng? Hả? Nước chấm cho tới này thành phần có gì? Nó nếu nói ra nó giống như phim dài tập, nó dài dòng lắm, nhiều thứ lắm rồi. Ở trong này mà nếu mà ai ăn cay được thì mới ăn được thôi. À, vậy nó là
kêu ớt nó nhiều lắm. Ớt nhiều hả? Ừ, ớt nhiều lắm. Mà không có cái gì chai là chấm vào ăn chứ ớt nha. À, nó bị tanh không? Đúng rồi. Nó có cái hương trà nhiều rồi, tại sao nó nghe mình bán tới mấy giờ chú Tùng? Có 21 giờ. Tám rưỡi mình bán rồi phải không? Mấy bạn con cũng xuống đây cũng ăn rồi riết rồi giới thiệu. Nó kêu dạ, kêu mày đi miền Tây rồi mày không biết, đây mày ăn thử. Là cũng ở đâu? Ở tỉnh Đồng Tháp ở đâu? Dạ đúng rồi, Đồng Tháp luôn. Dạ, nó giới thiệu. Ở đây thì nó cũng ở Hồng Hỷ, cũng đổ về Thanh Bình. Dạ, An Giang nữa. Đúng rồi. Vĩnh Long cũng có lần Bến Tre. À, nói chung khách thập phương. Khách thập phương nhiều hả? À, năm nay mình cũng có duyên với đại truyền hình. Hai năm trước mình có duyên với đại truyền hình Vĩnh Long. À, năm nay có duyên với đại truyền hình khác. Hôm giờ quay khoảng 20 ngày nay đi đâu ăn gì cũng lại đi quay luôn. Dạ đúng rồi. Mấy đứa còn tắm đâu hả? Thôi tắm chút đi, tắm chút rồi. Đây bò, bò leo núi. Núi nào là núi, đồng núi nào cái hình gọi là núi gì? Chưa, à đúng rồi, khoan ra thấy chưa? Tôi chưa. Chưa, khoan từ từ. Ý bà làm cho nó ấy mới lên được. Lấy cái cục mỡ đó so xung quanh đó, đó cục mỡ đó. À, trời ơi, so xung quanh để đừng để cho nó cháy. Chưa. Mỡ mới heo mà. Đúng rồi. Nướng phụ đi chứ thầm trái. Có gì à? Cái gì á? Hả? Alo. Chỉ có nhà đầu nước. Dạ. Hả? Ừ, đâu có nhà đầu nước. Chính chuyện. Trời, mình hiểu không có đen mà nổi sợi lên đen cũng gì.
có chuyện cái. Chín rồi, đã có xong rồi, chín rồi. Có rau vô. Vậy cái cũng hiểu luôn.